Tôi vừa phát hiện ra một cái đoạn rất quan trọng để vạch mặt cái ông Thánh Nịnh này, tức là ông Hoàng Chí Bảo đấy, bà con này. Bữa giờ á thì tôi chưa tìm ra cái câu nói trực tiếp ông nói trước khi vào bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Tân Quang ấy. Đấy, mình biết rằng ông này ông quen với ông Thích Tân Quang lâu rồi, nhưng mà không tìm ra được cái đoạn đó. Nhưng mà hôm nay tìm được cái đoạn mà ông tuyên bố rằng là ông quen với ông Thích Tân Quang ngay trong cái hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ. À, cái này mới quan trọng, thấy không? Tại vì những cái clip bữa giờ mình không có cái đủ cái dữ liệu để xác định rằng là ổng là nhận cái sự quen biết đối với ông Thích Chân Quang vào cái thời điểm trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ. Đó. Thì bây giờ bà con nghe nhé. Đây, mời bà con nghe nhé. Ngưỡng mộ thầy Thích Chân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên. Thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách là một học giả, chứ không chỉ là một vị tu hành đâu. Và hôm nay bảo vệ luận án tiến sĩ này đấy, cũng đem lại cho chúng ta nhiều cái điều nhận thức rất là mới mẻ về tác giả. Đấy. Tôi cho rằng cái luận án này đấy, có thể coi như một sự đột phá. Đó, thì bà con thấy không? Đó, chính cái chỗ này là nó cực kỳ quan trọng để vạch mặt cái sự dối trá của ông ra, thấy không? À, đây bà con nghe lại nhé. Ngưỡng mộ thầy Thích Chân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đó, ông nói là chúng tôi biết nhau từ lâu rồi, đúng không? Và đây là cái lúc ông phát biểu ngay giữa cái lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp, đúng không? À, luận án tốt nghiệp tiến sĩ đó của ông Thích Chân Quang đấy. Đó, rồi bây giờ mở cái này để đối chứng nha. Đây chúng ta nghe này, đối chứng nha. Thì trường đại học luật giáo sư Nguyễn Dạ là có thiết tha mời tôi dự cái buổi bàn về luận án này. Tôi không thể đọc cái luận án này để nói rõ cái quan hệ. Tôi là khách mời, tôi không tham gia hướng dẫn, tôi không tham gia hội đồng chấm luận án. Tôi đến dự với tư cách một khách mời của trường đại học luật và họ mời tôi phát biểu, thì căn cứ vào nhận xét của giáo sư Nguyễn Dạ Thích Quang, căn cứ vào đánh giá của hội đồng chấm luận thì họ mời tôi phát biểu, thì tôi có phát biểu trên cơ sở các cứ liệt đó như là một cái vài lời động viên thế thôi. Và cái gì là điều rất là cường tình, các đều biết cả. Tôi không có một cái quan hệ gì với ông Thích Quang và càng không chịu trách nhiệm gì về những đó bà con thấy không? Chúng tôi không có một cái quan hệ gì với ông Thích Chân Quang cả. Cái này, đây là cái mà dân gian người ta gọi là bắt tận tay, dây tận mặt. À, đúng không? Bắt tận tay, dây tận mặt. Có nghĩa rằng là đó, cái lời phát biểu của anh sờ ra đó, phát biểu ngay trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Chân Quang, là anh bảo rằng anh đã quen lâu rồi, đúng không? Đã quen lâu rồi. Nhưng bây giờ thì gì? Bây giờ thì anh lại bảo rằng là tôi không biết gì về ông Thích Chân Quang. À, thì họ mời tôi phát biểu, thì tôi có phát biểu trên cơ sở các cứ liệt đó như là một cái vài lời động viên thế thôi. Và cái gì là điều rất là cường tình, các đều biết cả. Tôi không có một cái quan hệ gì với ông Thích Quang và càng đó thấy không? Theo. À, quá tệ hại. Ngưỡng mộ thầy Thích Chân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên. Thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa. À, thế thằng nào nói là biết nhau lâu rồi? À? Ngưỡng mộ thầy Thích Chân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Thằng nào nói ngưỡng mộ Thích Chân Quang và chúng tôi đã biết nhau lâu rồi mà nói ngay trong cái buổi bảo vệ luận án tiến sĩ, hả?
Thằng nào nói: ông già rồi, ông 82 tuổi rồi, ông phải để cho con cháu là nó nể ông. Bây giờ cả nước coi ông không ra gì. Thấy không? Cả nước coi ông không ra gì hết. Thấy không? Không ra gì hết trơn. Thấy không? À, ông ăn nói kiểu lèo lưỡi là như như thế cơ mà. Thấy không? À, ăn nói lèo lưỡi là như thế cơ mà. Thấy không? Tôi chưa thấy ông nào mà tệ, tệ. Tệ còn hơn cái ông Đỗ Hữu Ca tội phạm kia nữa. À, ông Đỗ Hữu Ca đó. À, là ông lấy bên kia là 25 tỷ đó, nhưng mà rồi là ông thì cái dạng khác. Còn ông là coi như là giáo sư tiến sĩ, đi nói về lý luận là gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh đồ thế này thế khác. Thấy không? Tôi nói thật, quá đáng, quá sợ ông này, quá, quá mức. Không còn từ ngữ gì có thể nói ngưỡng mộ thầy Thích Trân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên, thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa Thích Trân Quang với tư cách là một học giả chứ không chỉ là một vị tu hành đâu. Và hôm nay bảo vệ luận án tiến sĩ này đấy cũng đem đó, đó 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 thế thôi. Ngay tại lễ bảo vệ luận án tiến sĩ ông bảo chúng tôi đã biết nhau lâu lắm rồi, thấy không? Đó, còn đến lúc là người ta chất vấn ông thì ông ngoác mồm ra ông bảo rằng là tôi không có quen biết gì hả? Thế là thế nào? Thì trường đại học luật giáo sư cũng là có thiết thăng mời về dư cái buổi bàn về luận án này. Tôi không hề đọc cái luận án này. Để nói rõ cái quan hệ, tôi là khách mời. Tôi không tham gia hướng dẫn, tôi không tham gia hội đồng chấm luận án. Tôi đến dự vì tư cách một khách mời của trường đại học luật, và họ mời tôi phát biểu thì căn cứ vào nhận xét của giáo sư Vũ Đức Quang, căn cứ vào đánh giá của hội đồng chấm luận thì họ mời tôi phát biểu, thì tôi có phát biểu trên cơ sở các cứ liệt đó như là một cái vài lời động viên thế thôi. Và cái điều là điều rất là cường tình, ta thể biết được. Chúng tôi không có một cái quan hệ gì với ông Đức Quang và cái mỏ, cái mỏ ông cái là cái mỏ 82 tuổi rồi, một cái mỏ ông, cái mỏ thật sự. Tôi nói thì tôi cũng mang tội vì ông lớn tuổi hơn tôi. À, ông bằng bố tôi, nhưng mà tôi thấy là cái mỏ ông cái là cái mỏ, mỏ tào lao. À, mỏ rất là tào lao. Thấy không? Làm người ai làm thế? Đúng không? Làm người ai làm thế bao giờ? Có quen thì nói quen, có sao đâu. Thấy không? Ủa, quen thì nói quen, thấy không? Ông nói quen và ông nói không quen thì cái nói không quen nó tệ hại gấp nghìn lần cái ông nói quen, thấy không? Là bởi vì người ta đâu có quy cho ông là về cái tội gì đâu ở trong cái luận án đâu, thấy không? Ông vội vàng, ông tháo chạy nhanh như vậy, thấy không? Vội vàng tháo chạy quá nhanh. Trách nhiệm ở trong luận án đó là của mấy ông kia cơ mà. Ông rõ ràng chỉ là khách mời. Thấy không? Mà sao ông hèn thế? Thấy không? Sao ông hèn thế? Đấy. Chơi vậy chơi với ai? Đấy. Mà làm người ai làm thế? Đúng không? À. Ông đâu có bị quy trách nhiệm ở trong cái việc cái luận án. Nếu mà nó có sai sót gì ông đó bị quy trách nhiệm. Ông là khách mời, người ta mời ông đến để phát biểu chơi vui thôi. Thì lẽ ra ông phải nói ờ, tôi là quen với ông Trân Quang và nghe ông bảo rằng ờ, có cái bảo vệ luận án hôm nay nó cũng có nhiều vấn đề thú vị, hiểu không? Thì tôi nói ờ, vậy thì anh mời, anh đề nghị hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ mời tôi đến, tôi tham dự cho vui để cổ động anh. À, thì nói vậy thì có sao? Nhưng ông hèn nhát. Ông hèn nhát, ông không dám nói thẳng sự thật. À, không dám nói thẳng sự thật. Cho nên tôi nói cái thứ hèn nhát như ông, tôi nói thật sự, không có ra ôn gì hết.